xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp ngày 14 tháng 3 năm 2023 chi tiết giúp cho bạn có những sự lựa chọn hợp lý để thu lại kết quả tốt nhất trong ngày về vận trình, công việc, sức khỏe, tình duyên và tài lộc. 1. tử vi hàng ngày của tuổi Tý, công việc, vận trình công việc của người tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Con giáp này có được sự tự tin cần thiết để giải quyết các khó khăn trước mắt. Mối quan hệ xã giao tốt đẹp gián tiếp đem lại cho bản mệnh một vài cơ hội tốt để thể hiện năng lực của mình. Tình cảm Vận trình tình cảm viên mãn, tình yêu nhanh chóng tiến thêm một bước là tín hiệu của sự thăng hoa rực rỡ. Đây là cơ hội tốt để người độc thân thổ lộ tình cảm trôn giấu trong lòng bảy lâu với người mình thầm yêu. Tài chính Vận trình tài lộc Bình ổn Bản mệnh chẳng cần phải quá lo lắng nhiều tới việc chi tiêu thậm chí có thể thoải mái mua vài món quà tặng cho người thân của mình. Cẩn trọng, người tuổi tỷ cần chú ý hơn tới sức khỏe, nhất là vấn đề thể chất, đừng ngồi lâu một chỗ quá lâu. Tuổi giáp tỷ tập trung toàn lực vào công việc. Tuổi bính tỷ người độc thân có cơ hội tìm được một nửa như ý. Tuổi mậu tỷ tình cảm gia đình hài hòa yên ấm. Tuổi canh tỷ cần quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của bản thân. Tuổi nhâm tý, lối sinh hoạt thiếu lành mạnh gây hại cho cơ thể. Con số may mắn số 8, số 32, màu sắc may mắn màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi giàu. Hai, tử vi hàng ngày của tuổi Sửu, công việc. Vận trình công việc của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng dễ dàng có thể thấy những nỗ lực cố gắng không ngừng nghỉ của bản mệnh lâu nay đã được ghi nhận rõ ràng. Cấp trên đã có ý cất nhắc bản mệnh lên những vị trí cao hơn, xứng đáng với những gì mà con giáp này biểu hiện xuất sắc trong công việc. Tình cảm Vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn. Người tuổi sửu dễ dàng tạo thiện cảm tốt với những người mới tiếp xúc lần đầu nhờ tính cách thân thiện vui vẻ nhưng bản mệnh cần mạnh dạn hơn nữa để không bỏ lỡ các mỗi duyên sổ phục qua trước mắt. Tài chính, vận trình tài lộc vượng phát, tiền rót vào tuổi như nước xuôi dòng, đặc biệt có lợi cho những người làm trong lĩnh vực kinh doanh có ý định đầu tư. Cẩn trọng, đừng quá nhẹ dạ cả tin mà không phải ai cũng xứng đáng với lòng tốt của bạn. Tuổi, ất sửu công việc gặp nhiều trong gai thử thách. Tuổi, đinh sửu lắng nghe những lời góp ý của người khác đại có kinh nghiệm. Tuổi kỷ sửu sức khỏe có dấu hiệu giảm sút cần đi thăm khám kịp thời. Tuổi tân sửu gia đình lục đục bất hòa. Tuổi quỷ sửu mọi rắc rối đều do tỉnh bao đồng mà ra. Con số may mắn số 18, số 6, màu sắc may mắn màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi mão. 3. Tử vi hàng ngày của tuổi dần. Công việc Vận trình công việc của những chủ hộ trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Mối quan hệ với cấp trên đồng nghiệp có sự kết hợp ăn ý nên dễ dàng mang lại những hiệu quả bất ngờ. Đối với những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, đừng nên xem nhẹ trừ tính. Tình cảm, vận trình tình cảm khởi sắc. Người tuổi dân tìm được mỗi nhân duyên ân thần, tình cảm cử ngập chìm trong những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Con đời sống vợ chồng được gắn kết hơn trước sau khi hóa giải triệt để những hiểu lầm tài chính vận trình ta lọc không tài bản mệnh phát huy được khả năng kiếm tiền lẫn quản lý chi tiêu nhờ vậy mà không khi nào rơi vào cảnh tốn thiếu cẩn trọng làm việc vất vả cũng cần nghỉ ngơi thư giãn hợp lý tuổi giáp dân làm việc thiểu kế hoạch nên ảnh hưởng tới năng suất tuổi bình dân tài năng được chứng thực được giao thêm nhiều trọng trách mới tuổi màu dân sự chủ quan có thể dẫn tới những sai lầm không đáng có tuổi canh dần sức khỏe bị ảnh hưởng xương khớp đau mỏi tuổi nhâm dần chọn phương thức tập luyện phù hợp để thể trạng của bản thân được khỏe mạnh con số may mắn số 3 số 11 màu sắc may mắn màu tím quý nhân phù trợ tuổi tỵ 4 tứ vi hàng ngày của tuổi mão công việc vận trình công việc của những chú mèo trong ngày hôm nay diễn ra tương đối bình ổn mặc dù không tránh khỏi những vấn đề rắc rối phát sinh bất ngờ, nhưng nhờ suy nghĩ lạc quan, tích cực nên bản mệnh chống vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Điều quan trọng trong thời điểm này là làm sao để cần đổi tốt quỹ thời gian cỏ hạn. Tình cảm Vận trình tình cảm có dấu hiệu phai nhạt, người tuổi mão nên là người chủ động tạo ra những cuộc trò chuyện quay quần bên nhau cho các thành viên trong gia đình tình cảm sẽ được hâm nóng kịp thời nếu như có sự nỗ lực từ cả hai phía. Tài chính, vận trình tài lộc có bước nhảy vọt rõ rệt, bất ngờ làm bừng sản tài lộc của con giáp này. Cẩn trọng, sức khỏe dễ xà xúc vì không cân đối được thời gian dành cho công việc dẫn tới làm việc quá sức mà không có thời gian để nghỉ ngơi. Tuổi Ất Mão nhận được sự giúp đỡ quý giá. Tuổi tinh Mão đề phòng những người đang cố tình tiếp cận mình. Tuổi kỷ mạo, học cách sống khiêm tốn thành công sẽ đến nhanh hơn. Tuổi tân mạo, sức khỏe là nỗi lo lắng lớn nhất ở hiện tại. Tuổi quỷ mạo, nỗ lực không ngừng, thành công sẽ đến. Con số may mắn, số 5, số 30, màu sắc may mắn màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi tí. năm Tứ vi hàng ngày của tuổi thân, công việc, Vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra có chút khó khăn, nhiều rắc rối do tính tình nóng nại của con giáp này mà ra. Những chú rồng cần xử lý khéo léo, tự tế hơn để thay đổi hình ảnh của mình trong mắt những người xung quanh. Tình cảm Vận trình tình cảm ảm đạm Nỗ lực vùng vẹn tình cảm gia đình của con giáp này gần như đổ sông, đổ biển khi không cải thiện được tình hình tồi tệ lúc này đặt quan hệ gia đình vào những tình huống trở treo do bất đồng ý kiến. Tài chính, vận trình ta lọc biển động, các khoản phát sinh hoàn toàn không kiểm soát nên đòi hỏi những chú rồng phải sớm có kế hoạch quản lý tiền bạc thông minh hơn. Cẩn trọng nên gác lại ý muốn theo đuổi con đường công danh thi cử. Tuổi chấp thân được cho tặng tiền bạc ta lọc tăng tiễn bất ngờ. Tuổi bính thân làm việc không có kế hoạch sẽ không mang lại bất cứ hiệu quả nào tuổi mậu thân làm mà sợ sai thì mãi mãi không thể tiến bộ tuổi canh thân tình cảm gia đình vướng mâu thuẫn tranh chấp tuổi nhâm thân quý nhân trợ vận gặp nhiều điều may mắn con số may mắn số 7, số 14, màu sắc may mắn màu hồng quý nhân phù trợ tuổi thân 6. tử vi hàng ngày của tuổi tỵ công việc vận trình công việc của người tuổi tỵ trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng Tác động của ngày hôm nay vô tình tạo ra những rủi ro ngoài ý muốn. Còn giáp này bắt tay thực hiện việc gì thì hỏng việc đã liền. Chỉ mong bản mệnh sớm chấn chỉnh lại tinh thần. Đừng để mất bình tĩnh mà hành sự sắp nổi. Tình cảm Vận trình tình cảm có chút cải vã, mâu thuẫn giữa tuổi tỵ và nửa kia chẳng nhận không được giải quyết mà còn có dấu hiệu dây dừa mãi. Thôi thì hãy dành cho đối phương lẫn bản thân mình một khoảng thời gian riêng tư để nhận lại mọi việc đã qua. Tài chính vẫn trên tay lọc xa xúc, tổ tỵ nhẹ dạ cả tin nên dễ bỏ hết tiền tuổi ra thực hiện một vài dự án ma nào đó. Cẩn trọng, tự cao tự đại luôn cho mình là nhất nên không thể tiến bộ được. Tuổi ất tỵ đào hoa phượng vận, tình cảm thăng hoa rực rỡ. Tuổi đinh tỵ thị phi rình rập, tránh xa kẹo rước họa vào thân tội kỹ tỵ đừng bỏ lỡ nhiều cơ hội quý giá trong công việc Tuổi tân tỵ kẻ tiểu nhân bám sát tìm cơ hội hãm hại bạn Tuổi quỷ tỵ tình hình sức khỏe gặp vấn đề bất ổn con số may mắn số 38 số 9 màu sắc may mắn màu xám quý nhân phù trợ tuổi dân 7 tứ với hàng ngày của tuổi ngọ công việc phần trình công việc của người tuổi ngọ trong ngày hôm nay diễn ra hùng cát đang xen có vài thách thức sẽ tìm đến con nhấp này. Nhưng chẳng sao cả, bản mệnh từ lâu đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng dù có rơi vào tình huống bể tắc như thế nào. Tình cảm Vận trình tình cảm nảy sinh bất hòa, Các cặp đôi dù đã chung sống bên nhau một khoảng thời gian dài nhưng dường như vẫn chưa hiểu hết về đối phương. Mọi người đều là một cả thể không hoàn hảo. Thay vì tìm cách trách móc thì nên học cách để bao dung. Tài chính Vận trình tài lộc khó khăn, dù đã bỏ qua nhiều công sức nhưng con giáp này không thể kết quả thu đề, không xứng đáng. Cẩn trọng Áp lực tài chính khiến con giáp này có xu hướng làm việc miệt mài mà không để ý tới sức khỏe của mình. Tuổi giáp ngọ, chủ quan, hiểu thẳng có thể hối hận về sau. Tuổi bính ngọ, tình cảm đôi lửa trải qua nhiều cung bậc hạnh phúc. Tuổi mậu ngọ, không có thì nghĩ lắng nghe góp ý của người khác. Tuổi canh ngọ, tiền trong tay phải giữ lấy tránh bị kẻ khác cướp mất. Tuổi nhằm ngọ, nắm bắt cơ hội hợp tác với các đối tác tiềm năng. Con số may mắn số 58, số 43, màu sắc may mắn màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tý 8. Tử vi hàng ngày của tuổi mùi, công việc. Vận trình công việc của những chú dê trong ngày hôm nay diễn ra khá dễ dàng, nhưng con giáp này cần hạn chế suy nghĩ viễn vong hay xa rời thực tế thành công bền vững nhất chỉ có thể xây dựng trên chính công sức và thực lực từ bản thân mới có được. Tình cảm Vận trình tình cảm cảm sắc, người tuổi mùi có vẻ như còn đang coi trọng sự nghiệp quá mà dần quên lãng những thứ tình cảm giá trị bên mình. Nửa kia có thể tha thứ cho sự vô tâm của bản mệnh một lần, hai lần, nhưng nhiều lần như thế thì không chắc. Tài chính, Phần trên ta lộc do giàu, đặc biệt là công việc kinh doanh có xu hướng tăng trưởng tốt, đem lại doanh thu rụng rỉnh dưới sự hỗ trợ của thực thân. Cẩn trọng, mọi việc là một cách cực lực đến nỗi thời gian dành cho bản thân cũng không có. Tuổi, ất môi, sức khỏe bị ảnh hưởng, cần lưu tâm nhiều hơn. Tuổi, tinh môi, sức khỏe đáng bảo động do thời gian nghỉ ngơi không có. Tuổi, kỷ môi, cẩn thận, họa, phá tài rình rập Tuổi tân môi, tình cảm không hòa hợp, mâu thuẫn xảy ra liên miên. Tội quỷ môi, đừng trông chờ nhiều vào những điều xa vời. Con số may mắn số 5, số 19, màu sắc may mắn màu xanh lá, quý nhân phù trợ, tuổi sửu. Chính, tử vi hàng ngày của tuổi thân. Công việc, vận trình công việc của người tuổi thân trong ngày hôm nay diễn ra khó khăn đủ đừng Còn giáp này, phải chịu những thị phi không đáng có. Thêm vào đó lại có hung tin đeo bám khiến cho người tuổi thân khó giữ được sự bình tĩnh cần thiết khi mà những việc lại dồn đến. Con giáp này tỏ thái độ nóng nảy và kích động một cách vô lý. Tình cảm, vận trình tình cảm xảo trộn khi không có lòng tin dành cho tình yêu của mình thì cũng đồng nghĩa với việc đang tạo điều kiện thuận lợi cho cả xấu tìm cách phá hoại mối quan hệ này tài chính, vận trình tài lộc bình ổn, việc gặp nhiều rắc rối trong công việc cũng không thể nào ảnh hưởng tới doanh thu ổn định của người tuổi thân. Cẩn trọng, dễ mất bình tĩnh mà nỗi năng thô lỗ làm mất hình ảnh chững chạc thường ngày. Tuổi giáp thân, vận trình tài lộc khỏi sắc rực rỡ. Tuổi bính thân, cha mẹ con cái anh em thuận hòa. Tuổi mậu thân, thiếu tự tin vào năng lực của bản thân. Tuổi canh thân, tiền bạc về tuổi cần học cách giữ tiền và đầu tư sinh lời hiệu quả thay vì chi tiêu phung phí. Tuổi nhâm thân, ngồi làm việc một chỗ quá lâu. Con sổ may mắn số 47, số 81, màu sắc may mắn màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi thân. 10. Tử vi hàng ngày của tuổi giàu Công việc Vận trình công việc của người tuổi giàu trong ngày hôm nay diễn ra tốt đẹp, còn giáp này gặp nhiều thuận lợi trong quá trình đi tìm công việc nhờ vào việc gây ấn tượng tốt bởi tính cách nhanh nhẹn và sẵn dạ. Đa tài là tốt, nhưng nên tập trung vào thế mạnh lớn nhất của mình thì mới ghi được dấu ấn mạnh mẽ. Tình cảm, vận trình tình cảm trục trặc, tuổi dậu độc thân bắt đầu không có niềm tin vào tình yêu vì cảm thấy mọi nỗ lực chân thành của mình đều không đổi lấy được điều gì. Trước khi than trời trách đất thì bản mệnh nên xem lại mình trước tiên có phải đã quá khó tính khi lựa chọn bạn đời hay không. Tài chính, vận trình tài lộc vô cùng rực rỡ, không kể là người làm kinh doanh hay làm công ăn lương cũng đều nhận được một khoản dư giả trong ngày hôm nay. Cẩn trọng, thiểu khiêm tốn và tế nhị trong các mối quan hệ xã giao. Tuổi ất dậu nhận được những thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Tuổi đinh dậu làm việc tới đâu hay tới đó nên tiến triển cũng chậm rãi tuổi kỹ dầu đừng bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo sức khỏe của cơ thể tuổi tân dầu vội vàng trong những quyết định quan trọng tuổi quý dầu người độc thân khó tìm được một nửa ưng ý con số may mắn số 23 số 40 màu sắc may mắn màu trắng quý nhân phù trợ tuổi thân 11 tử vi hàng ngày của tuổi tốt công việc Vận trình công việc của người tuổi tuốt trong ngày hôm nay diễn ra có chút rắc rối. Nhắc nhở con giáp này cần hết sức thận trọng trước từng quyết định của mình để hạn chế tối đa mọi sai sót. Công việc bận rộn, vất vả nên hãy luôn cố gắng sắp xếp quỹ thời gian sao cho hợp lý nhất. Tình cảm, vận trình tình cảm cảm xúc, mối quan hệ tình cảm của tuổi tuốt với nửa kia có vẻ như đang xuống dốc, gia đạo bất an càng làm tăng nỗi lo buồn phiền trong lòng của người tuổi này. Tài chính vẫn trình ta lọc lo nghĩ, nỗi lo về tiền bạc, về việc chi tiêu luôn khiến cho con giáp này chẳng lúc nào được yên. Cẩn trọng, áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác vốn là việc không nên. Tuổi giáp tuất nhanh tài chấp lấy thời cơ kiếm tiền hiếm có. Tuổi bính tuất thị phi đeo bám vì lo chuyện bao đồng. Tuổi mậu tuất may mắn được cho biểu tặng tiền bạc bất ngờ. Tuổi canh tuất tình cảm gặp nhiều trục trặc. Tuổi nhằm tuất tự tin vào bản thân để đạt được thành tích tốt trên con đường công danh sự nghiệp. Con sổ may mắn, số 14, số 29, màu sắc may mắn màu xanh lam, quý nhân phù trợ, tuổi tí. 12. Tứ vi hàng ngày của tuổi hợi Công việc Vận trình công việc của người tuổi hợi trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ, còn giáp này rạc rò giữa công việc và tình cảm, Tuyệt nhiên không để cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng tới quá trình làm việc Các kế hoạch vẫn đang đi đúng quỹ đạo mong muốn giúp cho con giáp này an tâm phần nào Tình cảm, vận trình tình cảm xuống dốc Người tuổi hội có xu hướng suy nghĩ tiêu cực và bi quan về chuyện tình cảm trong tương lai Rõ ràng mối quan hệ đang có vết nứt thì mới tạo ra cho bản mệnh những nỗi lo đó Cẩn trọng, căng thẳng, mệt mỏi vì có quá nhiều chuyện không vui ập tới cùng một lúc tài chính, vận trình tài lộc sẵn rõ các hạng mục đầu tư tới bây giờ mới phát huy tốt hiệu quả và mang lại cho người tuổi hợi những khoản danh thu rõ ràng tuổi ất hợi đứng trước những sự lựa chọn quan trọng tuổi đinh hợi để ý tiểu tiết quả mức cũng làm bản thân mệt mỏi tuổi kỷ hợi công việc gặp nhiều mâu thuẫn tiến độ trì trệ hơn hẳn tuổi tân hợi kẻ tiểu nhân chống phá uy tín dễ bị phá hỏng tội quỷ hại, lời khuyên của nửa kia có thể giúp ích cho bạn. Con số may mắn số 3, số 10, màu sắc may mắn màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi dân.